Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục cùng bạn đọc sách. Ngày hôm nay thì Hải Anh rất vui khi được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chuyên mục này. Kính thưa quý vị và các bạn, Hải Anh là một người khiếm thị. Tuy nhiên Hải Anh lại có một sở thích hết sức đặc biệt, đó chính là tình yêu đọc sách, tình yêu với những cuốn sách. Chắc hẳn quý vị và các bạn sẽ rất thắc mắc và tò mò là một người khiếm thị thì anh sẽ làm thế nào để có thể đọc được những cuốn sách. Trước đây khi chưa có sự phát triển của công nghệ thông tin thì việc đọc sách của Hải Anh hoàn toàn phải phụ thuộc vào những người mắt sáng xung quanh, những người trong gia đình. Sau này khi công nghệ phát triển thì Hải Anh đã được tiếp cận với rất nhiều loại hình sách kỹ thuật số, nhưng một trong những loại hình mà Hải Anh cảm thấy dễ tiếp cận nhất đối với người khiếm thị đó chính là loại hình sách nói. Và trong video này thì anh sẽ hướng dẫn mọi người truy cập vào một kênh mà ở đây chúng ta có thể nghe được rất nhiều các video sách nói. Ngoài ra thì chúng ta còn có thể theo dõi được những video giới thiệu những cuốn sách hay, bổ ích, giới thiệu những tấm gương ham đọc sách, thích đọc sách. Và không để mọi người phải chờ lâu nữa, sau đây thì anh sẽ hướng dẫn mọi người truy cập vào kênh cùng bạn đọc sách do Vụ Thư viện thực hiện. Trên tay Hải Anh lúc này là một chiếc điện thoại. Chiếc điện thoại này thì đã được tích hợp ứng dụng Talkback, là ứng dụng chạy trên điện thoại sử dụng hệ điều hành Android. Ứng dụng Talkback này thì hỗ trợ cho người khiếm thị có thể đọc được điện thoại cảm ứng. Bây giờ mình sẽ mở khóa thiết bị của mình. Xin khởi chạy hệ thống. Mình Nhấn vào sẽ tìm đến ứng dụng download YouTube. YouTube cột 3. Nhấn nút để kích hoạt, nhấn nút và giữ để nhấn lâu. YouTube video nút tìm kiếm nút. Và mình sẽ Nhấn nút để tìm kích hoạt. đến mục tìm kiếm. Tìm kiếm trên YouTube cột chỉnh sửa. Hiển thị bàn tìm kiếm Việt QWERTY. Nhấn nút và ở giữ để nhấn lâu trên có sẵn chỉnh sửa bình mục chọn và tìm sử dụng kiếm dẫn này đường thì trang mạng mọi để người xem. có thể sử dụng hai cách. Cách thứ nhất là chúng ta nhập bằng giọng nói hoặc là chúng ta nhập bằng bàn phím. Tuy nhiên này, anh thấy là đối với người khiếm thị thì chúng ta có thể sử dụng cách nhập bằng giọng nói sẽ rất là nhanh và tiện lợi. Tìm kiếm bằng giọng nói nút. Đã ở bàn tìm kiếm Việt QWERTY, Kênh Google, cùng bạn tự nói đọc gì đó. sách. Di chuyển lên nút, nhấn nút để kích hoạt. Trên màn hình sẽ hiện ra kết quả tìm kiếm. Cùng bạn đọc sách 1,5N người đăng ký có trong danh sách. Đăng ký cùng bạn đọc sách mới nhất từ cùng bạn đọc sách. Cùng bạn đọc sách cuộc thi gia đình đọc sách kết nối yêu thương 4 phút và 11 giây chưa Ở kết đây thúc. Bạn đọc chúng sách cuộc ta thi xem được chút có video. video mới nhất giới thiệu về cuộc thi gia đình đọc sách và mình sẽ nhấp vào video này. Đây là video mới nhất của Đó, kênh. nút tiếp cận thông tin và tri thức và đồng thời cũng là hỗ trợ cho những người mù có những cái cơ hội để mà có thể thực hiện được những các cái mong muốn của mình Khi mình thông nhấp qua vào cái đây việc rồi thì mà sẽ có có rất là cái nhiều những cái phím thông chức tin năng và để tri giúp thức chúng tiếp ta cận trong thì quá chúng trình tôi chúng nghĩ ta nghe cái là video một này. trong những hoạt động để Chỉnh các mà video nhấn nút để hiển thị các nút điều chúng chỉnh ta lại 10 có giây phút nút tua nữa lại. trong người mình thông qua cái việc tiếp cận thông tin và tri thức và đồng thời cũng là Tạm dừng hỗ video, trợ nút cho những nút người tạm mù dừng nhấn nút để kích hoạt video để chúng ta muốn tạm dừng để nghe lại vào một lúc nào đó thích hợp hơn. à, có Và thể chúng ta thực phát hiện lại được nha. những các cái Chúng mong ta muốn của sẽ có mình nút thông tua qua đi. việc trong các giám thị để làm thế nào đó cộng đồng. Đối tượng của cuộc thi khá là đặc biệt. Vậy thì cách thức tổ Tạm chức dừng video cũng như nút. là phương thức tiếp cận Nhấn nút để kích hoạt. của cuộc thi có những cái Tắt video. chúng ta lên đây để nghe các video thì chúng ta cũng có thể chia sẻ những video sách, những video giới thiệu mà chúng ta cảm thấy tâm đắc với bạn bè của mình. Chia sẻ. Chúng Nhấn nút ta để kích sẽ hoạt. nhấp vào nút chia sẻ. Chia sẻ có trong danh sách. Và khi nhấp vào nút chia sẻ này thì sẽ hiện ra những ứng dụng chúng ta đang sử dụng. Ở đó thì sẽ có những liên kết của những người bạn của chúng ta và chúng ta có thể gửi những video sách hay mà chúng ta muốn chia sẻ với những người bạn của Màn hình tắt mình chung dung. để chúng ta cùng bàn luận, cùng Chuyển lên để mở khóa. chia sẻ với Tab nhau. ứng dụng Gmail. Mình sẽ Ứng chọn một ứng dụng Messenger. ứng dụng Nhấn nút để kích hoạt. Messenger. YouTube. Và khi YouTube mở Messenger. ứng dụng Đăng ký kết bạn Messenger nút. ra thì sẽ có rất là Nhấn nhiều nút để người kích hoạt. bạn của mình và mình sẽ chọn một trong những người bạn của mình để chia sẻ video sách nói này Anh trai nhé. nuôi cục súc có trong danh sách 700 gần đây. Tìm kiếm nút. Lù Kim Sơn La. Và mình sẽ chọn người Nút bạn gửi. của mình có tên Lù Kim là Sơn La. Lù Kim Sơn La và mình vuốt Nút sang gửi. phía bên tay phải Nhấn nút để kích hoạt. thì sẽ có nút gửi. Và khi mình Lù Kim nhấp Sơn vào La. nút gửi, Nút gửi. tức là người bạn Nhấn của nút để kích mình hoạt. đã nhận được cái liên kết để truy cập vào video sách nói này cũng như là truy cập vào kênh cùng bạn đọc sách. Vừa rồi thì anh cũng đã hướng dẫn cũng như giới thiệu với mọi người về kênh cùng bạn đọc sách do Vụ Thư viện thực hiện. Hy vọng Cùng màn là hình với tắt chung dung. phần giới thiệu và hướng dẫn vừa rồi thì mọi người có thể hình dung ra cách để một người khiếm thị có thể đọc được một cuốn sách nói, cũng như các bạn khiếm thị có thể hình dung và áp dụng để chúng ta sử dụng điện thoại thông minh truy cập vào kênh cùng bạn đọc sách, đón nghe những video sách nói để ủng hộ cho
kênh Cùng Bạn Đọc Sách ngày một phát triển hơn, giúp cho người khiếm thị tiếp cận được nhiều tài liệu sách nói hơn, thì mọi người hãy like, chia sẻ cũng như đăng ký kênh để ủng hộ cho những tình nguyện viên đã và đang tham gia kênh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video vừa rồi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video lần sau. Ooh.